Dạ, xin chào cô chú bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hiện nay thì hút thuốc xong ngày chủ nhật, mấy ngày thường là Vũ không có hút. Lý do như thế nào thì chia sẻ cho quý vị ha. Tại vì ngày chủ nhật mình hút xong là nhiều loại thuốc nó bị hết, nó không có đủ thuốc nữa, là mình phải trong tuần mình phải đi kiếm đi xin nhiều nơi nhiều chỗ rồi kiếm về phơi, mới tới ngày chủ nhật là nó mới đủ thuốc, mới hút thuốc phục vụ bà con cô bác được. Chứ ngày thường nếu mà giống như trước đây cái lượng bà con ít thì mình còn đủ thuốc mình phục vụ bà con thì ngày thường mình vẫn hút được. Nhưng mà hiện nay ngày thường là nó thiếu thuốc thì nó sẽ làm việc độ bệnh nó không có hiệu quả. Cho nên bà con có bệnh thì nghe chia sẻ cho kỹ, đến cái địa chỉ là ở bên top top là dưới góc trái, nó bấm vô chữ xem thêm, còn bên YouTube thì mình bấm vô cái tiêu đề clip để mình theo dõi ha, là cái địa chỉ với cái thời gian phục vụ là ngày chủ nhật, chứ đừng có đi mấy ngày thường là sẽ ví dụ Vũ có ở không đi nữa thì cũng không có đủ thuốc hút cho bà con ha. Anh em cái cây nó bự quá ôm không được, không có dây lên thì mình chơi thế nha anh em. Xuống dưới kia kìa, nó có thế hơn. Mấy anh em thiết kế gọc gọc kéo dùng lá chốc, dùng lá chốc. Dùng lên chút kia, nhé, dùng lên. Rồi. Bữa nãy ai nói kẹt chứ cút kẹt thiệt á. Đúng thiệt á, nói kẹt chứng cút kẹt tay chứng cút thiệt à. Mua con dây của họ hai con lên lên nè, bật lên lên cho chổi ra, chàng cái giò ra được. Lên lên từ từ, từ từ kéo từ từ thôi, kéo từ từ, một tay vịn cọng dây chứ. Khoa ngàn nào kêu rồi đó, kéo nữa nha. Chịu dây, chịu tay đi, chịu cái xả hả, xả chút. Xả chút. Rồi ông ngồi dẫn nó đi, rồi rút con dây lên cuộc thắt ngang cái cây như dây an toàn một đoạn đi. Rút cái dây á, rút cái dây lên một mớ đi rồi thắt an toàn ngay chỗ bên tay phải không đó. Ở dưới có cuộc hờ một cái đầu dây, cuộc hờ một cái, cuộc một chặng nhắm ổng có gì cỡ 5m, dư cả 5m cuộc hờ vô gốc cây đi. Không lên chút. Cuộc hờ dưới gốc cây cố định đó đi, cho chắc đi, quấn 2-3 vòng rồi. Anh nghe không? Trái ra. Đúng rồi.
thì kiến cắn kìa. Nó cắn ngay chân chỗ cái gì chân cút này vậy, ngay chân cái chỗ cái chín giá không, ông nói tôi nghe nha. Đối với mấy cái dây thuốc á là mình phải leo lên tới trên đọt. Mấy dây mình hư trên. Lá cái gì thấy lá nó bự. Cái dây leo tới đọt mình leo lên mình gỡ từ cọng mình cắt mình gỡ từ từ vậy. Nè. Cho nó hết thuốc. Mới lá lu vậy chứ cũng nhiều than thuốc lắm. Cái quỳnh đệ còn ở dưới ha, mình đang ở trên đầu cây như vậy. Mang về mà đi lộ gần mà nó hồng vậy chứ ha. Lột da không? Không, nó hồng nó chai lên luôn, đau cũng chết. Đau dữ lắm. Hai chân còn hơn chân. Hai chân luôn. Đau chân kìa. Có giống thầy Minh Tệ không? Thầy Minh Tệ đi bộ hành ở ngoài đường mà mấy huynh đệ cũng bị phòng chân, mà mấy anh em mình đi giác thuốc mà cũng bị phòng chân nữa nè. Đi trong rừng mà cũng bị phòng chân nữa đó. Anh lạnh chở bỏ đồ nha. Nói chung ở đây anh em đi lấy thuốc được 3 ngày, đi 3 ngày số anh em chân cẳng mang giày nó phòng chứ. Nói chung cũng vất vả lắm mới có thuốc rồi vậy. Bây giờ về được nhà rồi có thuốc là mừng là vui rồi ha. Nói chung là cũng chia sẻ hoạt động để quý vị hiểu, anh em nhà thuốc cộng sự cũng có mấy người thôi. Đa số là nghiệp dư không à, không có ai là dân sưu tầm chuyên nghiệp chứ cũng vậy. Thì thương bà con người gắng làm vậy thôi chứ mình là nghiệp dư không à, không có người nào chuyên nghiệp nha. Thì rất mong các bạn yêu quý kênh, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, an lành ha. Mến chào, tạm biệt quý vị ha. Đem thuốc về mấy anh em tranh thủ bào có thuốc hút cho bà con bây giờ. Đây đem thuốc vô gặp huynh đệ mình đang bào mì nha quý vị. Bào mì phơi mì nha. Đây thuốc kế bên luôn. Thuốc kiếm ngày đầu tiên là phơi được một khóm ở đó đó ha. Là chủ nhật này có hốt rồi, gửi về trước 3 ngày nay. Mạnh hương này lấy 3 ngày trước. Gửi về phơi được 2 ngày, bữa nay nắng nữa 3 nắng là phơi được là xài được nha quý vị. Này khô xào xào chứ. Giác thuốc phơi được 2 điểm á, cái này mấy anh em mới bạo ngày hôm qua này ha. Qua đi đi tảo về.
bây giờ anh em chở thuốc tươi vô phơi rồi vô nhà kho lấy thuốc khô về mời hút cho bà con ha. Nếu ngày thường quý vị thấy là đâu có thuốc đâu mà hút, hút ngày chủ nhật là hết thuốc à, giờ mới vô kho mới nhập thêm thuốc về, chủ nhật mới có thuốc hút. Vì kho giờ thì quý vị thấy kho trong nguyên quân đại hùng mình à, cạn thuốc men hết trơn quý vị thấy không, kim can hồi lần cả trăm bao, bây giờ là tan nát hết trơn thấy không. Rồi mấy cái thuốc ở bên đây nè, còn ông dưới gai rễ chanh đồ nó cũng tan nát hết trơn rồi, đâu còn nhiều đâu. Đó là cái kho bên kia ha, còn bên đây cái kho mới Bình Đại mới, cái chỗ này là cái nhà của Bình Đại Hùng mình hồi xưa, giờ sửa làm cái kho thuốc à, nhập phá kho thuốc phơi là có chỗ nhập vô ngay về, nó nhờ nhiều cái kho vậy đó. Ở nhà thuốc ở ngoài là ba cái kho, còn ở trong đây là cũng ba chỗ để thuốc. Mới có nhiều chỗ vậy đó, mấy con chỗ để thuốc nhập thuốc để phục vụ bà con là 3 tháng 6 tháng ha. Như đây không có đủ đâu, như đây chịu hốt chừng 2-3 tuần là xong rồi kìa. Cái này là đợt cỏ ống với kim can đợt sau của cô Thủy kiếm đợt sau nữa, về đợt trước mình hết rồi ha, này đợt sau là mới có này. Còn cái nhóm tốp hậu phát này là của huynh đệ nhiều ở Tân Tiến chứ của Dũng, anh Dũng kỹ sư. Cái lớp kim can đợt sau cô Thủy mới kiếm đợt sau, như tớp có ống này ha. Bà con thấy đó ha, cái ngày thứ bảy là mình thường là chở thuốc đi phơi, thuốc mới đi phơi, thuốc cũ á là nhập thuốc phơi rồi đem về nhà thuốc để mà phục vụ bà con. Là tớp nào mình kiếm được là mình là của mình, còn một số mình xin những cái đoàn sưu tầm thì chủ nhật người ta sẽ chở tới, hoặc là còn những vị nào mà thiếu cái thuốc nam kể cả thuốc bắc thì tới chủ nhật mình mua thêm mình mới có đủ thuốc. Thì bà con cô bác có tới thì tới ngày chủ nhật cho nó đầy đủ thuốc thì hốt thuốc nó mới hiệu quả. Thì nhà thuốc mình là ở tổ 5 khóm Trà Sư, phường Nhà Bàn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ngày hoạt động chính là ngày chủ nhật nha. Thì bà con đến thì sẽ ghi danh ai tới trước làm trước, tới sau làm sau. Tuy nhiên là có 5 đối tượng ưu tiên, bệnh nặng, người cao tuổi, ngoài tỉnh với con nhỏ. Thì khi mà xem chia sẻ thì bà con coi cho kỹ cái địa chỉ với cái thời gian hoạt động, tránh đến mấy cái ngày thường, một là mình không có nhà, hai là không có đủ thuốc để phục vụ bà con ha. Thì ở đây nhà thuốc mình đó là cần rất là nhiều loại thuốc vườn, thuốc núi, thuốc đảo. Ví dụ như thuốc đảo là cần mạnh châu, mạnh hương, huyết gồng, gấm, đổ trọng. Còn thuốc núi thì mình cần kim can, cây búng, đổ trọng. Rồi thuốc vườn rồi dằn xay, cỏ mằng trầu, cam thảo đất, rau bợ, rồi vỏ quýt, rồi quỳnh kỳ là thuốc núi, thuốc đảo luôn ha. Thì bà con cô bác hay là các cái nhà hảo tâm, cái đoạn sưu tầm có điều kiện thì quan hỷ chia sẻ thuốc cho nhà thuốc để có thuốc phục vụ miễn phí cho bà con ha. Nhà thuốc mình là làm từ thiện, giúp bà con từ thiện ha. Hốt thuốc thì cứ tự nhiên hốt, đến hốt ha, là không có nói đến chuyện tiền bạc gì hết. Thì tuy nhiên trong cái ngày hốt thuốc thì cũng có gây cái quỹ để mua thêm những thuốc thiếu, bà con nào có khả năng thì đóng góp, không có thì vô tư hốt thuốc bình thường nha. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ nó rõ để có những cái thông tin này kia thì nó cũng không có hay. Rồi giờ thì mình sẽ chở thuốc về để ngày mai có thuốc phục vụ bà con ha. Trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, an lành ha. Mến chào quý vị ha.